Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITV Club Channel trong cùng với ITV trong buổi sáng ngày 26 tháng 8 năm 2024. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì ITV sẽ chia sẻ với các bạn một chút về nhận định thị trường chứng khoán trong cái tuần mà mọi người đang rất là hào hứng và tích cực. À, có rất nhiều anh chị đang gửi đến cho ITV những cái câu hỏi à, đó là liệu tuần này chúng ta mua gì? sử dụng tài khoản uh, game như thế nào để gia tăng sức mua ở margin 28 thì cái việc đầu tiên mà giữa ITB chia sẻ với các bạn đó là gì đừng quên cho giữa ITB một lượt like, một uh, lượt đăng ký kênh và một cái trái tim màu xanh tím các bạn nhé để cho các bạn uh, có một cái tuần thắng hoa trước uh, kỳ nghỉ lễ và trong ngày hôm nay thì uh, cũng phải nói với các bạn rằng là khi chúng ta tham gia trên thị trường thì giữa ITP cũng đã có một cái khoảng thời gian đồng hành cùng với các bạn và đã chia sẻ với các bạn nhiều hơn khi mà giữa ITP chia sẻ với các bạn từ ngày mùng 1 tháng 8 đó là chứng khoán tháng 8 sẽ vượt nghìn ba bắt đầu từ ngày thứ 12 tháng 8 liệu rằng theo các bạn thị trường có vượt ngàn ba hay không hay là sẽ gặp những áp lực bán vào những uh, những ngày sắp tới uh, chúng ta cùng đón xem những cái chia sẻ những góc nhìn của giữa ITP các bạn nhé Thật sự thì khi các bạn đã đồng hành cùng với GITP và các bạn cũng đã có những cái phá gọi là biết trước thị trường từ ngày 29 tháng 6 rơi sâu về cái vùng 1234 và thị trường cũng đã rơi từ những ngày cuối tháng 6 và các bạn cũng đã xem lại là từ những cái vùng đỉnh mà GITP đã chia sẻ với các bạn những cái vùng đáy và chúng ta đã có một cú bắt đáy, có thể đây là cú bắt đáy trong lịch sử trong và... À, các bạn sẽ nhìn thấy điều gì khi những cái cú bắt đáy mà sẽ diễn ra ở trong thời gian sắp tới Đó là những cái cổ phiếu nào mà cú bắt đáy 6 tháng cuối năm 2024 Mà giữa ITP chia sẻ với các bạn là à, bắt đáy từ 1184 để chúng ta có một cái target lên 1436 Và liệu rằng thì chúng ta còn cơ hội nào cho những người đến 6 hay không Và những người đến 6 sẽ thực hiện như thế nào để chúng ta có một cái sức mua hiệu quả Thay vì chúng ta phải lo ngại về mặt tâm lý à, đó là À, thị trường nó lại rung lắc lại bị úp bô à, rồi lại tin ra lại để bán vì sao lại như vậy tại sao lại có những góc nhìn như vậy thật sự thì à, phải chia sẻ với các bạn rằng là để để có những cái kiến thức cũng giống như là à, bắt đáy thì rõ ràng là giữa itp cũng đã sử dụng một cái à, tín hiệu để chia sẻ với các bạn đó chính là sử dụng app chứng khoán ITP và khi sử dụng app chứng khoán ITP thì các bạn chỉ cần download ở trên điện thoại về ở trên nền tảng là Apple Store và Google Play đây là một cái sự kết hợp mà câu lạc bộ ITP lần đầu tiên cho các bạn ra mắt từ ngày 8 tháng 8 mang lại tính khách quan kịp thời và hiệu quả và sự uy tín để tận tâm cùng với các cái nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán và các bạn thấy đơn giản nhất đó là gì chúng ta tìm trên app Apple Store và Google Play à, để chúng ta đăng ký ngay. Đấy, chúng ta tải cái app này về và đăng ký ngay. Và khi mà vào, vào cái giao diện đăng ký ngay thì các bạn điền họ tên, GTB là Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại là 0708245247 và các bạn điền địa chỉ email vào. Về cấp độ thành viên ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là điều gì? Cấp độ thành viên thì các bạn có một cái cấp độ được miễn phí được phê duyệt tự động. Cấp độ thứ hai đó là VIP 2 để nhận những tín hiệu chất lượng và uy tín. À, hơn so với những cái gì miễn phí bằng chạy bằng robot thì cần có những sự lọc lại của những đội ngũ trader của câu lạc bộ itp cũng giống như là các cái tín hiệu một cái cách khách quan đến từ à, à, những con robot à, mà giữa itp đã chia sẻ với các bạn à, đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới thì chỉ cần các bạn việc đơn giản nhất đó là các bạn muốn tham gia vip hai Đơn giản lắm các bạn. Đó là các bạn mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI giữa ID 2771. Các bạn nhớ quét mã QR code để mở ngay hoặc là bấm vào đường link ở phía bên khung chat à, bên phải màn hình để chúng ta có thể bấm click vào ngay các bạn nhé Giữa ID 2771 thì các bạn với uh, NAV từ 50 đến 100 triệu thì chúng ta đã bắt đầu có một cái uh, người chia sẻ với các bạn những cái kiến thức, những cái bắt đáy những cái lý do chúng ta bắt đáy và nắm giữ đến thời điểm bây giờ. Đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn nhập cái mã xác thực đến từ cái việc là gửi email đăng ký tới mà các bạn đã đăng ký giống như kiểu tuần N A8 này các bạn nhá. Đấy thì các bạn sẽ nhập cái mã xác thực ở trong email. Và sau đó thì trong vòng 24 giờ thì đội ngũ ITB sẽ kiểm tra thông tin và phê duyệt tối đa trong vòng 24 giờ. Thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn gặp khó khăn gì, các bạn hãy nhắn tin và đồng hành cùng với GITP qua số điện thoại 0708 245 247. Và một lần nữa thì à, GITP sẽ không để các bạn chờ lâu để chúng ta có những cái cơ hội đồng hành cùng với nhau các bạn. Và để tham gia với nhau, đồng hành với nhau để chúng ta có bắt đáy thì các bạn có thể thấy rằng là tại sao cú bắt đáy nó lại mang lại những cái à, cơ hội cho chúng ta tích cực như vậy thì các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì những cái cú bất đáy từ những ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 8, 8 tháng 8 thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Các cái cơ hội của chúng ta rất rất nhiều. Và thậm chí là FRT thì có những cái lợi nhuận là 11.59% hay là TCH bắt đáy vùng 16.4 những cái cổ phiếu mạnh của bất động sản đúng không? À 16 đến 16.4 đã lợi nhuận là hơn 14% rồi hay thậm chí là những cái cổ phiếu như VGS thì các bạn đã thấy bắt đáy quanh vùng 30.5 thì đã 22% hay là một cái cổ phiếu chứng khoán HCM bắt đáy ở vùng 24 bây giờ đã lên gần 20% đó các bạn các bạn nhìn thấy rõ ràng là khi chúng ta tham gia có những cái cổ phiếu như GVR bây giờ liệu rằng còn có điểm mua hay không những cổ phiếu chứng khoán nào mà đang mang lại cho các bạn lợi nhuận và tổng lợi nhuận hiện tại đang trong cái danh mục đang lên tới là 180% đúng không ạ thì các bạn đừng quên mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán đất để có được một cái app vào vip 2 chứng khoán ITP các bạn nhé và đồng thời trên để có tăng thêm sức mua thì các bạn nhớ chú ý rằng là để tăng thêm sức mua thì câu lạc bộ ITP cũng có sự kết hợp với app chứng khoán game đây là sử dụng margin 28 trong một sức xu thế uptrend các bạn phải tận dụng tối đa những cái cơ hội để chúng ta kiếm được tiền ví dụ như các bạn có thể thấy được là khi chúng ta cũng download cái tên app apple store và uh, google play thì các bạn tìm chữ game stock các bạn nhé, game stock à, game stock không phải game các bạn nhé. có một số anh chị nhầm game stock thì ở trên uh, apple store và google play thì các bạn thấy có cái sự kết hợp giữa game tăng cái sức mua cho các bạn và một cái app tín hiệu ba chữ cái chứng khoán ITP sẽ giúp các bạn làm gì? Sử dụng những tín hiệu đó các bạn giao dịch với những cái hiệu quả cao hơn. Bởi vì chỉ cần có những cái tín hiệu thì các bạn đã x nắm sức mua, chung tài khoản chung sức mua. Thì các bạn có thể thấy là điều gì? Nếu mà giữa ITP đang sử dụng một cái app thì tín hiệu uh, uh, chứng khoán ITP và tham gia SMC thì ở cái vùng 10.4 hiện tại đang là 11.15% thì các bạn có thể thấy rằng là với cái lợi nhuận đang là khoảng 7.2% đúng không ạ? thì các bạn thấy rõ ràng là nếu ít nắm cái cái, cái phần lợi nhuận này thì lửa ITP đang có khoảng 35% phần trăm lợi nhuận, ba mươi phần trăm lợi nhuận thậm chí đã có những lúc lên tới là 50% lợi nhuận này các bạn. Cho nên khi các bạn áp dụng à, những cái cơ hội và đúng lúc kịp thời thì chúng ta sẽ mang lại rất rất nhiều cái cơ hội cho chúng ta khi đồng hành cùng với ITP tại à, app game cũng giống như là chứng khoán ITP à, mà các bạn chỉ cần có một điều kiện đơn giản đó là tài khoản có NAV tại SI chỉ 50 đến 100 triệu thôi đã bắt đầu từ những con số đó các bạn đã có rất nhiều cái cơ hội để các bạn à, có tỷ lệ hợp tác đầu tư và trong chứng khoán cơ sở còn chứng khoán phái sinh thì sao ạ chứng khoán phái sinh chỉ có 4 triệu một hợp đồng thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là vào những thời điểm này thì với 4 triệu một hợp đồng à, trong thời gian qua thì chúng ta đã liên tục có những cái lệnh long từ một hai bốn mươi năm các bạn thấy liên tục là giữa sử dụng cái lệnh long. À, vào những thời điểm này thì rất nhiều bạn có sự lo lắng nhưng mà à, với giữa thì vào những thời điểm này vẫn là đang là một cái xu hướng long. Cho nên các bạn liên tục thấy rằng là một cái xu hướng long được tiếp diễn và giữa đã chia sẻ các bạn big long đúng không ạ từ 1240.5 mà lên đến cái vùng lá. À, vào những thời điểm này thì các bạn đã nhìn thấy được rất nhiều cái cơ hội à, của chúng ta đang là 1315 3 thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này chúng ta đã à, mang lại cho một cái sự hiệu quả à, ở đâu đó là khoảng à, 65 điểm đúng không ạ à, 7 đến 75 điểm rồi thì các bạn có thể thấy một cái xu hướng đi lên làm cho thị trường chúng ta gồng gánh chúng ta cố gắng để biết rằng là một cái xu hướng thậm chí rằng có những bạn đã à, X2 tài khoản từ cái việc sử dụng à, t, à, app game này các bạn có thể thấy là với 40 triệu à, 4 triệu một đồng, đồng thì chỉ cần 40 điểm thì các bạn đó đã nhân nhân hai tài khoản với một điểm là được à, uh, 100 000 và 40 điểm là 400 000 à, uh, 4 triệu đồng và một tờ uh, hợp đồng chỉ có 4 triệu đồng thôi. Cho nên các bạn có thể thấy được là đã x 2 tài khoản và nhiều hơn thế. Có những bạn như thế và tối ưu hóa đến trong từng chặng đường. Và giữa ATP hiện tại thì vẫn đang tiếp tục giữ lệnh long từ uh, 1311 uh, từ hôm trước và vẫn đang tiếp tục nắm giữ các bạn nhé. Về còn về mặt thị trường thì mình chỉ chia sẻ với các bạn là cái xu hướng thì nó không thay đổi với những góc nhìn mình đã chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm qua để các bạn ngủ ngon. Tuy nhiên về và góc nhìn ngắn hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là với những cái điều kiện đó là chúng ta không chúng ta đang có một cái đáy ngắn hạn của VN-Index nó đã ở cái vùng là 1276 chính là cái vùng thấp nhất của VN-Index ngày hôm qua ngày hôm thứ sáu thì mình tin rằng trong ngày hôm nay thì chỉ cần không mất 1, 2, 7, 6 thôi thì các bạn sẽ thấy là điều gì? Thì chỉ cần trong vòng khoảng 2 tiếng rưỡi tức là 6 buổi chiều thị trường lại tiếp tục tăng lên. À, một là có hai kịch bản đó là gì? Các bạn nhìn thấy là kịch bản đơn nhất, xấu nhất là gì? Nó chưa tăng ngay, vào buổi sáng không hở ghép tăng lên thì thị trường 6 buổi chiều nó lại tiếp tục tăng lên. Thậm chí rằng các bạn sẽ nhìn thấy một cái cơ hội à, nó tăng lên ở đâu đó là khoảng 9 đến 10 điểm à, 9 đến 10 điểm Còn nếu nó đã hở ghép tức là gì Các bạn sẽ nhìn thấy là nó đã phá đỉnh Và các bạn chỉ cần biết rằng là gì Khi mà thị trường phá đỉnh thì tiếp tục không hình thành khách sạn thậm chí rằng xu hướng của các cái à, các cái dung giá trung bình Của vùng 65 giờ và 129 giờ tiếp tục nâng cao lên và các bạn thấy ở đây là những cái vùng mấy to hỗ trợ cho nên mình tin rằng xu hướng tăng vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cho dù có rất nhiều bạn có chia sẻ với các bạn rằng là thị trường sẽ đi có những cái cú điều chỉnh. Nhưng với góc nhìn của dự ATP khi thị trường vượt qua những cái vùng đỉnh à, của nó ở cái vùng 1290 thì các bạn chỉ cần tăng khoảng 5 điểm thôi thì các bạn thấy cái dòng tiền nó cứ tiếp tục tấp nập vào và các bạn biết rằng là khi nào nó rung lắc, rung lắc nó sẽ diễn ra ở quanh cái vùng lá 1306 và khi rung lắc ở 1306 đó là một điều hiển nhiên và các bạn sẽ nhìn thấy là gì trong vòng 3 phiên tới mình vẫn thấy những xu hướng tiếp tục tăng lên và mình sẽ tiếp tục cập nhật cho thị trường cho các bạn được không ạ và các bạn yên tâm rằng là vào những thời điểm này thì cái thị trường mà chúng ta đang lo lắng đó là sự sự trường điều chỉnh sợ thị trường uh, uh, quay xe thì phải nói với các bạn rằng là vào những thời điểm này thì chúng ta có rất nhiều cái tín hiệu đến từ Dow Jones là ngày tối thứ sáu tăng tốt hay là chỉ số đồng đô la index lại tiếp tục giảm về cái vùng là sức mạnh của đồng bạc xanh đã giảm về 105.3 rồi. Ngày hôm qua đang là 105.6 đúng không các bạn? Đấy, và Bitcoin lại tiếp tục tăng lên vượt 64.000 rồi, gần là 64.692 đô rồi cho một Bitcoin rồi. Các bạn sẽ thấy là cái đồng tiền số nó tiếp tục tăng lên, tiếp tục tăng lên và ở ở khi mà về mặt vĩ mô mà chúng ta đang hưởng lợi rất là tích cực rất tốt thì không dễ gì một cái biến cố để thị trường quay xe giống như các chuyên gia đang sợ. Nhưng mà rõ ràng khi các chuyên gia sợ ở những cái vùng mà các bạn thấy rõ ràng là thị trường có thể giảm điểm về những cái vùng 11 một uh, 1100 116x thì giữa ITP đã chia sẻ với các bạn là gì? Thị trường sẽ quay đá uh, uh, đã xác nhận tạo đáy từ cái vùng 1184 và đó là nơi mà giữa ITP đã chia sẻ với các bạn bắt đáy. Và tại sao lại có những cái vùng lợi nhuận và vùng đệm lợi nhuận mà chúng ta tốt như vậy? thì vào những thời điểm này thì khi đi lên thì mình đã chia sẻ với các bạn là thị trường sẽ có những cú bật tăng và bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 các bạn thấy sau khi bắt đáy xong thì thị trường tăng vù vù lên thậm chí là tăng hơn 100 điểm rồi từ 1184 thì các bạn có thể thấy khi mà đi lên ấy, thì các chuyên gia vẫn nhận định với các bạn đang chia sẻ rằng các bạn rằng là thị trường sẽ có những cái vùng cản ở quanh một hai bảy mươi rồi lại tiếp tục tăng lên lại bảo là thị trường bây giờ lại có những vùng cản một ba trăm thì các bạn thấy suốt ngày là vùng cản thì làm sao giảm mua thì làm sao giảm mua thì lấy đâu ra hàng để ra bán và việc các nhà đầu tư tổ chức không dễ dàng gì cho chúng ta mua giá rẻ thậm chí rằng cái cơ hội mua của chúng ta ở cái vùng 1276 chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội và khi nếu các bạn đồng hành cùng với dưới mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán đại giữa ID 2771 và game ID BR8A49 thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cơ hội nào đó là GITB sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhé à, và vào những thời điểm này có lẽ là các bạn bảo ôi GITB nói dài dòng quá thế ba cổ phiếu chứng khoán nhóm ngành leader kỳ vọng phá đỉnh đó là cổ phiếu nào chúng ta sẽ cùng với GITB đón xem à, các bạn nhé và những thời điểm này thì uh, có lẽ rằng là các bạn sẽ nhìn thấy được những cái cổ phiếu như CTS uh, khi uh, đã đồng hành cùng với GITB ở những cái vùng đáy ở quanh cái vùng giá 31.5 thì các bạn có thể nhìn thấy được là khi cổ phiếu CTS nó đã tạo ra một cái xu hướng đi lên rất là mạnh mẽ thì liệu rằng các bạn có bảo mua được không thì nếu các bạn muốn mua mua sớm thì các bạn sẽ cánh ở đâu quanh cái vùng giá là à, các bạn sẽ thấy là 39 38 là các bạn có thể tham gia được 39 38 các bạn nhé nhớ chú ý những cái vùng này để làm gì cái vùng đỉnh của nó là gì cái vùng đỉnh của nó là quanh vùng 47 Đấy, các bạn nhớ nhé đạt một cái target khi các bạn 38 39 chín thì các bạn có cơ hội còn lên đến 20% nữa. Và đây là một những cổ phiếu đã xác nhận nhận đóng đến là phá thế khách sạn Ichimoku Trịnh Phát ở 38.9 cho nên chỉ cần test lại 38 39 này thì các bạn nhớ tham gia mua. Đây là một điểm mua của một cổ phiếu mà mình chia sẻ với các bạn nhé Bởi vì sao có những cái cổ phiếu tương tự giống như FTS ấy thì các bạn có thể thấy rằng là cổ phiếu FTS nó cũng không chỉnh cho chúng ta nhiều như kỳ vọng À, thậm chí có rất nhiều anh chị chờ đợi ở những cái cổ phiếu như FTS về 41.25 đúng không ạ à, thậm chí có những anh chị uh, liên hệ với dưới ITV và hỏi là uh, dưới uh, chị sợ chỉnh về uh, uh, 4125 là nó chỉnh Dưới ITV bảo là chị yên tâm đi 4125 chỉ rung lắc rồi tiếp tục đi lên đúng như vậy các bạn các bạn mở tài khoản đã xem đúng không ạ các bạn không tin thì nếu chị Linh có tham gia thì chị Linh comment cho dưới ITV một cách công tâm có phải GITB nói như vậy không? À, một khách hàng của GITB tại công ty chứng khoán SDI 2711 chia sẻ các bạn. Và các bạn cũng có thể thấy có những cổ phiếu như HCM thì dưới đã chia sẻ với các bạn là có những anh chị bảo anh dưới em chưa có cổ phiếu chứng khoán nào thì nên chọn cổ phiếu nào à, em mới về. Thì rõ ràng là cái vùng à, từ 27 trở xuống đó là một cái điểm mà chúng ta tham gia. Và mình tin rằng cái việc mà HCM vượt cái đỉnh 30.1 Đó là việc trong khoảng thời gian rất là ngắn các bạn nhé Và vậy thì có những bạn hỏi là Thế giờ làm sao để mua nhỉ? Làm sao để mua thì có lẽ rằng là chúng ta phải chờ đợi Và cố gắng đó là gì? Mua vượt đỉnh Thậm chí là các bạn sẽ mua rải ra ở những cái vùng nào Từ vùng 28 cho đến 26.5 Chúng ta phải gom lại từng phân một từng phân một Nhưng các bạn nhớ mua ở trên cao mua ít Mua bên dưới mua nhiều Đây các bạn nhé như tư duy một cái cách gọi là bền vững còn những cái cổ phiếu giống như là à, các bạn sẽ thấy là những cái cổ phiếu mà khi chúng ta chưa mua được thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì cái cơ hội nó vẫn đang còn đó là gì khi các bạn chỉ nhìn thấy là gì các cái cổ phiếu như là vích các bạn nhìn thấy không cái cơ hội mà mình chia sẻ với các bạn từ 11 11.65 cho đến 10 10 10, 10 12 là các bạn có thể tham gia được rồi. Vì mình tin rằng những cổ phiếu này nó sẽ à, cũng giống như kiểu Novaland mình chia sẻ đó. Vượt đây là sẽ đi lên và các bạn sẽ nhìn thấy là xu hướng của nó sẽ lên đến cái vùng 13.86. Trước đó thì nó sẽ lên đến 13 đến 13.85. Đấy, thì cơ hội ở những cái vùng này các bạn vẫn còn mua được các bạn nhé, đừng có bảo là các bạn không mua được. Đấy, vào những thời điểm này các bạn mua và nắm giữ, mình tin rằng những cổ phiếu nó chạy sau nó sẽ tiếp tục à, có những cơ hội đi lên cũng giống như SSI đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá. Quanh cái vùng 12 này các bạn vẫn mua được. Đây là một cái cổ phiếu mà dự ITB giới thiệu với các bạn. À, với lại à, à SSI khi mà ai cũng chê. thì mình đã bắt đáy ở vùng giá 30 rồi, đúng không ạ? Khi bắt đáy ở vùng giá 30 thì mình tin rằng nó sẽ tiếp tục quay trở lại những cái vùng đỉnh. này và thậm chí rằng ngày hôm ngày hôm thứ sáu nó đã đóng lên phá thế khách sạn ở cái vùng là 33.4 đúng không ạ? Khi các bạn đồng hành cùng với ITB nhớ tham gia vào đúng các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy SDI bắt đáy ở 30, lợi nhuận 12% thôi. Các bạn đừng bỏ qua những cơ hội như vậy. Thậm chí một cái cổ phiếu khác mà các bạn sẽ xem là GVR bây giờ các bạn mua chắc chắn là nó sẽ không lợi thế bằng những cái cú bắt đáy bởi vì các bạn chưa phải là những cái hàng đến với dưới ITV sớm nhất. Thế vậy thì các bạn đến phía sau với dưới ITV thì có còn điểm mua hay không? Thì cổ phiếu GVR như thế nào? GVR khi các bạn tham gia thì các bạn sẽ nhìn thấy điều gì? Các bạn sẽ có những cái cơ hội nào tham gia? Đó là gì? 34.55, 35 này mà các bạn không tham gia thì các bạn sẽ phải đua đỉnh khi mà nó quay trở lại vượt những cái vùng 39. 39. Bởi vì đây là những cái cổ phiếu sẽ mang lại cho các bạn rất rất nhiều cái cơ hội khi chúng ta ai cũng nghĩ rằng thị trường chỉnh thì nó lại tiếp tục tăng. đó là một cái cơ hội mà giữa ITB chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay những cái cơ hội có thể mua. Còn lại chi tiết hơn, các bạn muốn tham gia vào room cộng đồng của giữa ITB thì các bạn nhớ quét cái mã QR code ở phía bên phải màn hình à, ở phía trên đó các bạn để các bạn tham gia room cộng đồng hay là click vào những cái đường link mà dự ITP chia sẻ ở phía bên cung chat thì dự ITP có à, những cái đường link để các bạn mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SSI dự ID 2771 hay là tài khoản game dự ID br chín hay là các bạn có những cái app để download ở trên đường link để download app chứng khoán ITP à, các bạn nhé và đừng quên mở tài khoản chứng khoán SSI giữa ID 2771 để chúng ta đồng hành với nhau sớm để có những cái phá bắt đáy gồng lãi các bạn nhé thay vì chúng ta phải cắt lỗ chờ đợi trong sự thấp thỏm thì các bạn hãy đồng hành cùng với giá TV bởi vì giá TV tin rằng trong thời gian sắp tới thị trường nó sẽ là một cái thị trường bùng nổ với những cái dòng tiền à, giá TV sẽ bật mí ở trong à, room khách hàng của giá TV và hy vọng rằng à, những cái chia sẻ của giữa trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ mang lại cho các bạn một cái năng lượng mới trong tuần mới và thị trường trong này tuần này sẽ có cái cơ hội vượt qua cái vùng 1306 để chúng ta xác nhận một cái cơn sóng đi vào tháng 9 bùng nổ bùng nổ và vượt đỉnh các bạn nhá. À, nếu các bạn yêu quý những góc nhìn của giữa thì à, các bạn hãy cho giữa những cái à đợt like những trái tim một tím phía sau video và các bạn nhớ chia sẻ những góc nhìn của các bạn à phía sau cái à à à cái video này khi các bạn đã xem cảm ơn các bạn đã tham gia và xem video của chị ITB trong buổi sáng ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn các bạn và nhớ mở tài khoản để chúng ta đồng hành cùng với nhau sớm các bạn nhé đừng có trễ chuyển tàu này một cái cơ hội một cái cơn sóng thần mà có lẽ rằng chúng ta phải dành cho những người tự tin đồng hành cùng với gsv trong thời gian sắp tới mong thời gian sớm nhất xin chào và hẹn gặp lại các bạn